Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui cùng được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và chứng minh của cô chú anh chị và các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Tố Hữu. Và con đường Tố Hữu này lưu thông thẳng sẽ đi qua con sông Quán Trường, qua cây cầu Quán Trường, và nối dài sẽ là con đường đại lộ Quảng Giáp. Vậy hướng này cô chú anh chị và bạn có thể đi lên Diên Khánh, lên quốc lộ. Và con đường này cũng là một trong những con đường mới và con đường huyết mạch mà được gọi là con đường kết nối giữa thành phố biển và thành phố ngàn hoa, đó là thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Với đây khi cô chú anh chị và các bạn lưu thông trên con đường Tố Hữu này và đi thẳng qua bên kia của cây cầu Quán Trường sẽ là con đường đại lộ Quảng Giáp, một trong những con đường lớn nhất và đẹp nhất của thành phố Nha Trang đến thời điểm này. Và con đường đó cũng đang được thi công sửa chữa, xây dựng lại cái bồn hoa, vậy làm cái bồn hoa lại cho đẹp hơn. Tình hình thời tiết đang mưa cho nên là xe đang kẹt nối đuôi dài nhau luôn đấy vị. Wow, kẹt xe hàng dài luôn. Và chứng hình của cô chú anh chị bạn đó là một cái vòng xoay, đó là giao giữa con đường Tố Hữu và con đường Vành Đai 2, và tên gọi mới của nó đó là đại lộ con đường Võ Văn Kiệt. Vậy thì ngày nay khi mà cây cầu vượt được thông xe thì xe sẽ lưu thông từ hướng Diên Khánh đi qua cây cầu vượt nhánh số 3 và nhánh số 2 bên con đường Vành Đai 2, rẽ qua ngay vị trí vòng xoay này là hướng đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang, cho nên là mấy ngày nay là con đường này thường hay bị kẹt xe đó mấy vị. Và ngay vị trí khu vực này cô chú chị bạn không thể rẽ bên tay phải được, mà cái hướng của cây cầu vượt chỉ có thể đi một chiều từ trên Diên Khánh đi xuống mà thôi. Còn những ai mà nếu đi bên hướng mé bên Diên Toàn thì có thể lưu thông trên con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp để mà đi qua con đường này thì nó tiện lợi hơn. Tại khi mà đi xuống trung tâm thành phố thì đi trên con cây cầu vượt thì cũng phải rẽ qua hướng này mới có thể đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang được. Còn hướng ngược lại từ dưới trung tâm thành phố Nha Trang đi lên thì cũng đi như cũ từ bữa trước giờ quý vị, và cũng đi qua trên đường 23 tháng 10 và đi qua khu đô thị Lê Hồng Phong, rồi đi lên tiếp đường 23 đi qua tiếp khu đô thị Vĩnh Bình Trung và đi trên con đường 23 tháng 10 để mà đi lên Diên Khánh tiếp tục. Còn hướng từ trên Diên Khánh đi xuống thì ngay cái đoạn mà cầu vượt ngay chỗ cầu Chợ Mới này đi xuống mã vòng á thì đã bị chặn rồi, không thể đi được nữa. Như vậy là cái đoạn từ cầu vượt ngay cầu Chợ Mới đi xuống mã vòng mé bên tay phải hướng từ Diên Khánh đi xuống thì sẽ không còn lưu xe lưu thông, tại vì khu vực đấy đang chuẩn bị thi công cái nhánh số 1 của cây cầu vượt. Quý vị có thể thấy được đây là những hình ảnh của con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, một trong những con đường lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa hiện tại và rất là đẹp quý vị. Con đường này nó có 3 làn đường, mỗi bên là 3 làn đường và 6 làn. Thì ở chính giữa là một bồn hoa rất là rộng. Và cái bồn hoa này cũng đang được thi công lâu nay. Lúc trước là nó cây cỏ nó mọc um tùm lắm, sau đó dọn dẹp rồi họ thi công, rồi bây giờ là họ đang đổ đất. Đổ đất sau đó là trồng cây. Đang được trồng cây này quý vị. Ở những cái cây này mà mai mốt nó lên cao thì chắc chắn nó cũng sẽ rất là đẹp. Con đường rộng và đẹp nhất của thành phố Nha Trang. Thì khi lưu thông trên con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này, cô chú chị bạn đi thẳng nữa thì sẽ kết nối với con đường quốc lộ 27C, là con đường kết nối giữa thành phố ngàn hoa và thành phố biển. Là hướng này cô chú chị bạn đi thẳng nữa thì có thể đi lên thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Trời vừa mới một cơn mưa rất là to và giờ này trời cũng đang mưa rất rất nhỏ hạt, và đang cũng có những cái đám mây mù, đang có những đám mây rất là đen trời luôn quý vị, đám mây rất là lớn. Có thể những đám mây này nó hội tụ lại nó sẽ đổ một cơn mưa rất là to nữa. Thì Nha Trang đang ảnh hưởng không khí lạnh từ miền Bắc đổ vào, cho nên là thời tiết mấy ngày nay là mưa nắng rất là thất thường.
Và sáng hôm nay thì trời mưa rất là to quý vị. Và video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Giờ này thì cũng tầm khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Nhưng mà trời âm u như thế này không biết là buổi sáng hay buổi chiều luôn quý vị. Và dọc đoạn này thì mới có đổ đất thôi, họ chưa có trồng cây. Với vị trí này lưu thông thẳng tiếp thì cô chú chị bạn sẽ đi lên khu vực phường xã Duy Còn, lên Duy Khánh, lên quốc lộ, con đường tải đường biển mới cũng như là kết nối với con đường 27, con đường 27C, con đường quốc lộ 27C để mà đi Đà Lạt. Còn bây giờ em rẽ qua hướng này, đó là hướng đi qua con đường này là con đường Vĩnh Thái. Con đường Vĩnh Thái này đang đi ngang qua khu vực thôn Thái Thông 1 và thôn Thái Thông 2 của xã Vĩnh Thái để vị. Lưu thông thẳng hết trên con đường này thì có thể đi lên giao lại ngay vị trí gọi là ngã ba cây dừa. Đó là giao giữa con đường Vĩnh Thái và con đường 23 tháng 10 của thành phố Nha Trang. Ngay khu vực của giao giữa xã Vĩnh Hiệp. Con đường này nó cũng là một con đường huyết mạch, con đường cũng rất là quan trọng. Nó kết nối từ bên đường 23 tháng 10 đi qua đại lộ Quảng Nguyên Giáp. Cho nên là xe lưu thông trên con đường này cũng khá là nhiều. Tuy nhiên con đường này nó cũng hẹp quý vị, hai làn bê tông và vỉa hè thì không có, cho nên là cảm giác nó rất là chật chội. Mỗi lúc mà vào thời điểm cao điểm là con đường này hay bị kẹt xe lắm. Chỉ cần hai chiếc xe tải chen nhau là hoặc là hai chiếc xe ô tô chen nhau là sẽ gây đến ùn ứ giao thông liền, ùn tắc giao thông. Trời mưa rất là tối cho nên là các cái cửa hàng kinh doanh thì họ phải bật điện. Đó, con đường rất là hẹp quý vị thấy không? Một chiếc xe ben chạy là hết con đường. Đoạn này là gần với ngôi chợ Vĩnh Thái bên tay trái của quý vị bạn. Chợ Vĩnh Thái cũng là ngôi chợ nhỏ nhỏ thôi. Trời mưa cảm giác hơi buồn. Đường thì ướt át. Con đường này cũng có những cống thoát nước rồi, cũng đỡ rồi. Chứ nếu như không có là nó sẽ bị ngập. Thường những cái con đường bê tông là nó không có hệ thống thoát nước dễ bị ngập lắm. Tông này cũng cũ rồi, xưa giờ lâu rồi. Wow, gà quay, vịt quay. Trời mưa lạnh lạnh này thấy mấy món nướng là thấy thèm rồi. Ví dụ như là khoai lang, khoai chiên, khoai lang chiên này. Đó, rồi gà nướng, vịt nướng. Lạnh lạnh này ăn mấy cái món nướng hấp dẫn. Dạ, đi qua đây là thuộc khu vực của thôn Vĩnh Châu,
của xã Vĩnh Hiệp. Và chứng hình của cô chú anh chị bạn đó là ngã ba cây dưa giao giữa con đường Vĩnh Thái và con đường 23 tháng 1. Nếu ngay vị trí ngã ba này rẽ bên tay phải thì cô chú anh chị bạn sẽ đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang qua cây cầu Dứa, còn rẽ bên tay trái là hướng đi lên Diên Khánh, lên ngã ba Thành, cây Dầu Đôi cũng như là lên quốc lộ. Trời mới sẵn được một xíu, bây giờ lại mưa tiếp nè quý vị ơi. Có cái khu vực chỗ này là hồi nãy em thấy cái đám mây đen nên trời sẽ tiếp tục mưa. Nha Trang bắt đầu vào mùa ảnh hưởng không khí lạnh và bắt đầu vào mùa mưa. Khu vực này là thuộc địa phận của xã Vĩnh Thạnh. Con đường 23 tháng 10 này đi thẳng thì cô chú chị bạn sẽ lên Diên Khánh. Con đường này thì lúc trước nó là con đường, lúc trước nó là đường quốc lộ này, thì ngày nay là nó con đường thuộc quốc lộ 1C. Chúng hình quý vị là hãng xe buýt Phương Trang tuyến số 6 đi bến xe phía Nam và đi Lương Sơn ngược lại. Vị trí này gọi là ngã ba cây số 5 quý vị, gọi là ngã ba chợ ga. Sáng nay vào cuối tuần chợ có vẻ khá nhộn nhịp. Cái đoạn này thường hay bị kẹt xe do buôn bán kinh doanh nhiều. Một số xe họ dừng lại họ mua đồ rồi à, nó cũng gây ùn tắc giao thông.
này là khu vực chợ ga của xã Vĩnh Thành. Em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã xem video. Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn.